Bắt đầu nha. Sẵn sàng cho các em. Comment đáp án nhé. Và cái chỗ nào mà khó hiểu, vừa comment đáp án này. Chỗ nào khó hiểu, hỏi lại ngay. Thầy sẽ nói ngay nhá. ST mạch hở công thức phân tử C3H4O2 và X là. Thế thì dòng này là mạch hở mà công thức phân tử C3H4O2 thì em chú ý nhé. Thì bình thường nó phải là C3H6O2 thì nó mới là no. Được chưa? Trên đây là C3H4O2 và chứng tỏ là nó có ST, là ST đơn chức. Một nối đôi CC này. Và đơn chức. Đấy. Thế thì các em cần lưu ý này. Do nó là một nối đôi CC và đơn chức nên ta sẽ có này. Chỉ có thể là HCOO C nối đôi C. Đây. H. Đúng chưa? Và anh này có tên gọi là gì? Vinyl format. Loại A, loại B, loại C. Đáp án đúng, đáp án D. Một D mình anh nhá. Ok, Hảo, đúng, chính xác. Thầy cứ chữ chậm chậm, xong rồi thầy nói để cho các em hiểu nhá. Cặp chất nào không phải là đồng phân của nhau thì chúng ta chú ý đồng phân này. Đồng phân là cùng công thức phân tử, cùng công thức phân tử và khác công thức cấu tạo. Được chưa? Cùng công thức phân tử và khác công thức cấu tạo. Đấy, có bạn Hoàng Ngọc Ánh vừa hỏi là cho em đây, cho bạn ấy học thử một buổi. Cùng công thức phân tử, khác công thức cấu tạo. Bây giờ thầy vẽ cho chúng ta nhìn nhé. Metinacetat. Metinacetat là anh CH3COO CH3. Etin format là HCOO C2H5. Đúng chưa? Thế thì anh này là công thức phân tử của hai anh này đều là C3H6O2 nên nó là đồng phân của nhau. Nhưng ở đây đề bài hỏi ta là không nhé. Nên là loại sen và tinh bột, cả hai thằng cùng công thức là C6H10O5, tất cả n lần, nhưng nó không phải đồng phân của nhau đâu các em ạ. Em biết tại sao không? Tại vì thế này này, do cellulose là phân tử khối, chênh lệch khá nhiều tinh bột. Tinh bột thì chạy trong khoảng nhỏ hơn, cellulose chạy trong khoảng lớn hơn, nên dẫn đến hai thằng này không phải đồng phân nhau, mặc dù công thức phân tử giống nhau, vì cái n của nó chạy khác nhau. Nhớ nhé. Vì vậy nên là không phải là C. Glu và phrux đều là đồng phân C6H12O6. Axit acetic CH3COOH. Methyl format là HCOO CH3. Thì hai thằng này đều cùng có công thức phân tử là C2H4O2, vậy nó là đồng phân nhau. Được chưa? Sú Nguyễn chính xác, tốt. Rồi, Minh Anh tốt. Sang câu 3. Trong công nghiệp để sản xuất xà phòng và glycerol thì thủy phân chất nào sau đây? Đơn giản quá đúng không? Saccharose thủy phân ra thì được alpha glu và beta fructose. Đấy, chính vì vậy nên là không thể thu được xà phòng. Tinh bột thì thủy phân ra được alpha glu loại tiếp, cellulose thủy phân ra được alpha glu loại tiếp. Vậy đáp án đúng mình là đáp án chất béo, chỉ có chất béo thủy phân ra được xà phòng và glycerol thôi. Đáp án đúng đáp án B. Câu số 4. Các em nhớ rằng là cái live stream này của thầy ấy là chỉ phù hợp với, chỉ phù hợp nhé, chỉ phù hợp với những cái bạn nào mà chăm chỉ học thực sự và muốn có sự thay đổi điểm số thật sự. Còn những bạn mà lười học ấy, hoặc là chỉ thì a du theo phong trào ấy, thì không phù hợp với cái khóa live của thầy. Khóa live của thầy là dành cho những bạn muốn học thực sự và muốn được điểm số cao thật sự. Ok, nên không có chém gió ở đây đâu nhá. Sản phẩm của phản ứng ST hóa giữa ancol metallic, thì viết chúng ta ancol metallic này C3OH và acid propionic là C2H5COH. Thì hai này ST hóa này, mũi tên hai chiều này, H cộng tạo thành C2H5COO CH3. Tên nó là metin propionate. Được chưa? Metin, không có metin. Không có metin. Metin nhưng phải là propionate bởi vì có 3 carbon. Vậy đáp án đúng đáp án B. Hảo, tốt, chính xác, rất tốt. Cao bằng Hảo học tốt đấy. Mình tiếp nha. Sang câu số 5. Xà phòng hóa chất nào sau đây không thu được ancol? Lưu ý nhé, không thu được ancol. Bây giờ thầy viết cho chúng ta nhìn này. Thầy viết cho chúng ta nhìn này. Xà phòng hóa chất nào sau đây không thu được ancol? Thế là thầy viết chúng ta thằng phenin format nhé. Thằng A này, thủy phân này. Format là HCOO
C6H5. Xà phòng hóa là cộng NaOH. Thầy cứ gạch một cái này, để tạo thành HCOONa cộng với, đáng nhất là C6H5OH, nhưng anh này là phenol. Phenol lại tác dụng với NaOH nữa, để tạo thành C6H5ONa cộng H2O. Ok chưa? Ăn 2 NaOH. Vậy không thu được ancol. Đây, thằng này thu được muối, thằng này thu được muối, thằng này thu được nước, vì vậy nên không thu được ancol này. Nhưng mà thầy vẫn chữa cho chúng ta hiểu nhé. Thầy vẫn chữa cho chúng ta hiểu nhé. B là metin acetat này, là CH3 này. Thank you Đỗ Việt Anh. Đỗ Việt Anh nhớ về rủ các bạn cùng vào học nhá. CH3 cộng NaOH này thì phải nó tạo thành không? Phải chéo đây này, thì tạo thành CH3 COONa cộng với lại CH3OH. Đây thì thằng này thu được ancol này, nên loại này. Tristearin này, nhiều đứa quên đấy, thì viết lại cho. Tristearin là C17 H35 CO tất cả 3 lần, C3H5 cộng NaOH ấy, thì nó sẽ tạo thành là C17 H35 COO Na 3 lần cộng C3H5 OH tất cả 3 lần. Các em phải nhớ cái phương trình nhá. Bởi vì ở chỉ ở đây thầy chữa chậm cho em thì thầy viết hết phương trình thôi. Chứ còn bình thường đi thi mà viết phương trình ra thì chết. Đây thầy giảng này cho các em hiểu. Ancol đây này. Đây là loại C này. Thầy giảng này cho các bạn hiểu nhé. Thì thầy mới giảng như vậy. D. Benzin acetat thì nó là CH3. CO nhiều đứa nhầm cái thằng này lắm. Là CH2 này. C6H5 này. Đỗ Việt Anh nhớ comment đáp án nha em. Cộng NaOH. Gạch chéo phát này. Tạo thành CH3 này. COO này. Na này. Cộng với C6H5 CH2OH. Đây vẫn là ancol nhé, ancol benzylic nhé. Nốt, loại nốt. Vậy đáp án đúng câu 5 chúng ta đáp án A. Đấy, được chưa? Mình sang câu số 6 nhá. Chất nào sau đây tráng bạc được? Thế mình nhìn thấy ngay này. Tripamidin không, sacrose không, metinacetat không. Mình chỉ có fructose thôi. Được chưa? Fructose trong môi trường kiềm thì nó chuyển thành là glucose thì nó tráng được bạc. Đúng không? Cái này dễ quá nên thầy không nói nữa. Cao hỏa tốt, chính xác. Hiếu Phan bây giờ mới vào học. Câu số 7. Cho ancol ethylic tác dụng, các em comment nhiều và để cho các bạn ở trong nhóm mình còn biết đến là mình đang live stream không, các bạn lại cứ tưởng là thầy chém gió các bạn. Nhá, các em comment thật nhiều và chấm chấm nhiều vào. Mà các bạn cùng học lớp live của thầy thì kết bạn với nhau đi. Đấy. Kết bạn với nhau để còn trao đổi với nhau về việc học hành nhá. Câu số 7, lúc nào thì like để còn tác được nhau vào. Ancol ethylic tác dụng axit đơn chức X. Vậy thì đặt thằng axit đơn chức X của thầy là RCOH đi. Được chưa? Vậy thì được là R Trúc Thanh, ok, COH cộng ancol ethylic là C2H5OH thì thu được STI. Vậy STI của thầy là RCOO CH5. Ok chưa? Trong Y thì oxy chiếm 3% về khối lượng. Trong này thầy có mấy oxy? 2 oxy đúng không? Vậy là 2 nhân với 16 này là khối lượng oxy này, chia cho phân tử khối của Y thì bằng 3% là bằng 32 chia 100 bằng 0,32 đúng không? Vậy thầy tìm được phân tử khối của Y sẽ bằng 32 chia 0,32 bằng 100. 100 thì bằng này R cộng với anh này là 44 cộng với cụm này là 24 nhân 2, 12 nhân 2 bằng 24, 24 cộng 5 là bằng 29. Vậy thì tìm được R bằng 100 trừ đi 44 trừ đi 29 bằng 27. R bằng 27. Với R bằng 27 thì 27 chia cho 14 thì gần bằng 2, vậy nó là C2H3. Vậy suy ra công thức anh này là C2H3 COO CH5. Được chưa? Vậy đáp án đúng của mình C2H3 COO CH5. Thầy nhìn thế nào? À đây. Có thể nó lại là C2H5 COO CH3 là sai. C2H3. Đây, hai này giống nhau này. Đều lỗi. Đúng không?
Alcolytic mà. Thì nó phải đuôi CH5. OCH5, OCH3 nhầm. Chắc theo cái sửa đáp án đi. Chắc cái này thì có nhầm đấy. CH3 COO CH5 D em nhé. Ui Trần Vi, kinh thế, tham ăn đấy. Chỗ này đáp án chắc là thầy có nhầm đấy nhá. Câu số 8. Tristerin. Thế các em phải nhớ này. Tristerin anh này. C17 H35 COO tất cả 3 lần C3H5. Thế thì nhắc lại chúng ta kiến thức cần nhớ chút về bọn axit béo nhé. Chúng ta có 4 axit béo cần nhớ. 4 axit béo cần nhớ. Được chưa? Phải nhớ đấy, có 4 anh axit béo cần nhớ. Anh thứ nhất là anh axit stearic là C17H35 COOH. Anh này no. Anh thứ hai là anh axit oleic C17H33 COOH không no, một nối đôi CC. Anh thứ ba là anh axit lin oleic C17H31 COOH không no, hai nối đôi CC. Anh số 4 là anh axit, kem chụp lại màn hình nhá. Pan mì tích chụp lại màn hình để tí ghi vào vỏ, có vỏ ở đây thì ghi luôn. C15 H31 COOH anh là no. Được chưa? Đấy, chúng ta có 4 anh axit béo cần nhớ. Nhớ chưa? Chúng ta có 4 anh axit béo cần nhớ. Thế ở đây này, tristerin này thì C17H35CO tất cả 3 lần C3H5. Được chưa? Thì tác dụng với chất dung dịch ở sau đây thì kim loại kali không, brom là nó no thì không ăn. Nước H4 loãng, thế nên phản ứng thủy phân để có. COOH hai lần là điều kiện thường là không. Về loại đáp án C đi. Đáp án đúng đáp án A. Câu số 9. Xác và glu đều có phản ứng gì? Trắng bạc thì xác không, trắng bạc. Cộng hydro thì xác không cộng. Thủy phân thì glu không thủy phân. Vậy thì chỉ với COOH hai lần thôi, đúng không? Đáp án đúng đáp án C. Ô comment đáp án thế nào các em? Khó quá à? Hay là nhiều đứa chưa làm bài tập à? Khả năng cao nhiều đứa khéo chưa làm bài tập. Nhỉ? Chắc mấy hôm nữa thì phải xem thế nào tình hình, khéo phải kiểm tra bài tập ấy. Đội này khéo chưa làm bài tập rồi. Đề thầy hay lắm mà không làm thì phí. Câu số 10. Đốt cháy hoàn toàn carbohydrate nào sau đây thu được số mol CO2 bằng số mol nước? Thì các em chú ý này. Để đốt cháy ra được số mol CO2 bằng số mol nước thì mình cần số mol CO2 nó phải bằng số mol nước. Được chưa? Hay nói khác là thằng chất đấy của mình sẽ phải có dạng CN H2N OZ. Thì amylopectin ý, thì nó là C6H10 O5 tất cả N lần, loại bỏ nhé. Saccharose là C12 H22 O11 nhé. C12H22 cũng loại bỏ nhé. Glucose là C6 H12O6, gấp đôi chưa? Vậy là C. Ok, Minh Anh làm rồi à? Comment đi nhá. Câu 11. Chất nào sau đây không phản ứng với hydro? Chất nào sau đây không phản ứng với hydro? Không phản ứng hydro thì tương đương là không có PCC và PCO của anhít ceton. Bởi vì cứ có PCC hoặc PCO của anhít và ceton thì cộng hydro. Thế mình có glucose cộng hydro để tạo thành sorbitol. Loại tripamitin no, đúng không? Còn lại PC nối đôi của nó bên trong gốc axit thì không phản ứng được. Đây đáp án đúng đáp án C. Triolein này, olein thì là không no nên là có cộng. Vinin thì nhóm thì không no rồi nên có cộng, thì viết từng vinin cho mình nhìn. CH3COO CH nối đôi CH2 thì cộng nối đôi này. Được chưa? Vậy là đáp án đúng đáp án C, Cao Quang Hạo, chính xác, rất tốt. Câu 12. Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là? Thì các em nhớ thấy này. Những thằng có nhiệt độ sôi cao nhất
là đầu tiên là gì? Là đầu tiên là thằng axit lớn nhất, rồi thằng ancol, được chưa? Rồi thằng đấy axit lớn nhất, vậy ở đây mình có thằng axit B, bỏ, được chưa? Và xong câu 12. Em nên nhớ rằng là tối thứ hai thì thầy chữa đến câu 36, còn tối thứ sáu thì thầy chữa đến câu 32, được chưa? Vậy mục tiêu của mình là lớp 7, 8, 9 mà, thì tối thứ hai thầy chữa lấy 9 điểm, tối thứ sáu thầy chữa lấy 8 điểm. Thì với cái câu mà tối thứ hai ấy, thì các em xem chữa đến 7 điểm ở ngoài tường, thầy chữa nhanh. Còn lại thầy chữa chậm lấy 9 điểm ở trong nhóm của mình. Còn lại hôm thứ sáu thì thầy chữa cực kỳ chậm, dành cho tất cả các bạn nhé. Câu 13. 13 nè. STX có công thức phân tử là CH4O2. CH4O2. Thế thì thằng ST mà công thức phân tử là CH4O2 thì chỉ có một ST duy nhất thôi, là HCOO CH3. Đun nóng 9 gam, vậy thì tìm được số mol là 9 chia cho 60. 9 chia 60. 0,15. 0,15. Trong dịch NaOH vừa đủ, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được 1 gam muối. Muối chúng ta là HCONa. 0,15. Vậy thì tìm được giá trị M luôn. 0,15 nhân với 1 cộng 44 cộng 23 bằng 10,2. 10,2, các em nhìn chưa? Vậy đáp án đúng mình là đáp án D. Mày đưa luôn máy tính ra, bấm máy tính luôn đi. Lười học. Lười học làm sao mà lấy vợ. Thầy bảo rồi mà Việt Anh, Trần Phú, thầy quay video rồi thầy up lên cho các em nhá. Hôm đấy thầy không hiểu làm sao thầy không vào được. Còn hôm nay thì thầy phải chữa cho các bạn đề này chứ, như đã hứa chứ. Để chữa Việt Anh. Câu 14. Thủy phân hoàn toàn tinh bột trong dịch axit vô cơ loãng nhá. Thế tinh bột và thủy phân trong axit vô cơ loãng ấy, thì chắc chắn mình thu được glucose. Vậy X là glucose. Vậy loại C, fructose loại. Cho X phản ứng với khí hydro thì glucose mà cộng hydro ấy, thì mình thu được sorbitol. Vậy loại E xác. Đúng chưa? Sorbitol được này. Loại ethanol này. Tao đúng 5B. Hào đúng chính xác đấy, 14B các em. Rất tốt. Chắc gõ nhầm, ấn nhầm gì. Cái tội ấn nhầm, mắt lé. Câu 15 nhá. STX mạch thở, công thức phân tử là C4H6O2. Thế như thầy nhận định lúc nãy này, anh này thuộc dạng là CnH2n-2O2, nên đó là ST một nối đôi CC đơn. Đun nóng X trong dịch NaOH thu được dung dịch Y không tráng bạc. Mình lưu ý nha. Thế thì tráng bạc là gồm những thằng nào? Mình phải nhớ trong đầu. Tráng bạc là những thằng nào? HCOOR phải. Hoặc chó. Thế anh này này. Tráng bạc, vứt. Đấy, cứ có HCO là tráng bạc vứt. Vậy là vứt A, vứt D rồi đã. Được chưa? Thế thằng C nhá. C là CH3 COO CH nối đôi CH2. Thế thì thủy phân trong dịch NaOH thì thầy thu được này, CH3CONa thì không tráng bạc. Nhưng còn anh này này, OH đính vào carbon chứa nối đôi này, thì ngay lập tức chuyển thành CH3CHO tráng bạc. Mặc y phải không tráng bạc. Vậy loại nó đáp án C. Đáp án đúng đáp án B. Anh này thủy phân ra thì tạo thành CH2 nối đôi CH COONa cộng với lại CH3OH. Tốt, Minh Anh chính xác. Mày đáp án đúng đáp án B. Thì chữ cực kỳ chậm để cho tất cả các bạn cùng hiểu bài. Mình sang câu tiếp theo, câu số 16. Câu số 16 nha. Mình đi một nửa chặng đường rồi đấy. Mình đi từ một nửa chặng đường đấy. Câu 16. Cho 18,8 gam hỗn hợp cùng. Hỗn hợp đây là 18,8 gam CH3COCH5 CH3COOCH5 C2H3COOCH5
Tác dụng vừa đủ với ông dịch NaOH. Chú ý đây là đủ. Số mol 1 nhân 0,2 bằng 0,2. Thu dung dịch chứa mg muối. Vậy muối chúng ta là CH3CONa và C2H3CONa. Trục thành, ok. Muốn tìm được mờ muối mình cần tìm được số mol của thằng này. Vậy ra cái này là A, thế này là B. Đúng không? Vậy thì có hệ phương trình nhá. Anh này là C4H8O2, vậy là 88A. C5H8O2 cộng 100B thì bằng 18,8. Phương trình hai, do tất cả bọn này đều là SS đơn chức nên đều ăn NaOH theo tỷ lệ 1:1. A cộng B bằng 0,2. Và mình tìm được A bằng 0,1, B cộng thầy nhầm đấy, tại vì thầy thấy là 18,8 à. Vậy xuyên anh này bằng 0,1, anh này bằng 0,1. Hoàn toàn đấy có 0,1 nhân 82 cộng với 0,1 nhân 22. CH3 là bằng 24 cộng 3 bằng 27 cộng với lại 44 CO mà cộng với lại 23 17,6 gam. 17,6 gam. Vậy đáp án đúng đáp án B. Em thích nhất mấy cách giải kinh điển, dĩ nhiên toàn chiêu độc, ở trong nhóm VIP thì mới có những cái chiêu độc đấy chứ Việt Anh. Phải có những chiêu độc, bởi vì em nhìn thấy là thầy luyện thi nhiều năm rồi và tất cả các bạn học thầy đều khủng. Thầy ấn tay trái thì đang để cái điện thoại. Thôi được rồi, ok, chiều thầy vẫn ấn tay trái, nhưng tay trái để cái điện thoại để đọc được cái bình luận của các em ấy. Tiếp nhá, nhớ đấy nhá, nhớ lịch học của mình đấy. 21:15 tối thứ hai và 21:15 tối thứ sáu. Các em mà vào học ít là thầy buồn ấy. Hôm nay nhóm mình có tận 25 bạn mà vào được có 3 bạn này là thầy hơi bị buồn luôn. 0:17. Thế là những cái bạn kia là nộp phí, như vậy là phí rồi đấy, phí tiền. Thầy nói thật luôn, đã nộp học phí theo thầy thì phải học thật chuẩn. Mg mol hợp x gồm glu và fructose nhá. Thế thì glu và fructose thì chung công thức giống nhau mà, thì đều là C6H12O6. Đẹp một điều nữa là glu và fructose thì đều trắng được ra hai bạc. Thế thì tìm được số mol bạc này, 32,4 này mà chia cho 108 ấy, thì bằng 0,3 đúng không? Vậy suy luôn, 0,3 nhân 1 chia 2 bằng 0,15. Được chưa? Thế 0,15 nhé, thì phân tử khối này 180 thuộc phân tử khối đi, bằng 27. Đáp án đúng đáp án gì? Ok, dễ không? Mình câu tiếp theo của 18 nhé. Trục thành tốt, chính xác, rất tốt. Câu 18, chất tích của công thức tương đối nhất là C2O mà lại tác dụng được với NaOH. Nhìn nhá, anh này không tác dụng với NaOH, chó không, HO không, vứt. Tráng bạc được, thằng này tráng bạc được, thằng này tráng bạc được, thằng này không tráng bạc được, vứt tiếp. Công thức tương đối nhất là CH2O. Này xem công thức tương đối thằng này là gì? C2H4O2 thì công thức tương đối nhất là CH2O. Thỏa mãn. Ý C là CH2O2 không thỏa mãn. Vậy đáp án đúng đáp án B. Ngon lành cành đào. Câu 19. Phát biểu nào sau đây đúng? Hôm nay mình cứ giải đến câu 32 rồi mình nghỉ. Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng một chiều, sai. Sai chữ 1, nó phản ứng hai chiều. Este bị thủy phân trong môi trường kiềm đều tạo muối và ancol, sai. Chắc chắn tạo muối nhưng có thể là ngoài ancol thì nó còn có thể là anhydride hoặc là ceton. Este tan nhiều trong nước, sai. Este tan cực ít trong nước, gần như là không tan trong nước. Isoamin acetat có mùi thơm của chuỗi 9, đúng. Thầy vẽ cho các em nhìn nhá. Isoamin acetat CH3 CO 1 2 3 4 5. Đây là isoamin acetat. Đáp án đúng của mình câu 19 là đáp án D. Comment chậm quá Trúc Thành ạ, Cao Quang Hóa. Comment nhanh lên. Comment đáp án nhanh lên. Mình sang câu 20 nhá. Câu 20. Cho các chất sau: saccharose, glucose, số chất tham gia phản ứng thủy phân. Lưu ý là thủy phân. Nhìn kỹ này. Sac có glu mono không? Monosaccharide không? Ethyl format có este mà. HCOOCH5 à? Thì có. Cellulose có. Fructose không? Monosaccharide không? Tripamidin có. 1 2 3 4 chất. Vậy đáp án đúng đáp án B. Bỏ.
Được chưa? Chỗ nào không hiểu hỏi ngay nhá. Ok, Trúc Thanh. Các bạn ạ, Trúc Thanh nhà mình có cái bức ảnh hơi bị thả thính, không biết mặt thật của Trúc Thanh có đúng như vậy không. Chứ như thế này thì làm rối loạn tâm hồn của các bạn học thầy mất. Câu 21. Phát biểu nào sau đây là sai? Em lưu ý nhá. Phát biểu sai này. Chất béo và dầu mỡ bôi trơn mái cùng thành phần nguyên tố, cái này sai. Chất béo thì gồm có carbon, hydro, oxy đúng không? Dầu mỡ bôi trơn mái thì chỉ có carbon và hydro thôi, là các hydro carbon mạch thẳng dài. Nên sai ngay đáp án A. Trong phân tử chất béo luôn có 6 nguyên tử oxy. Đây, chất béo công thức tổng quát R trung bình, CO tất cả 2 lần, CH3 5 thì là 2 nhân 3 bằng 6. Cái này đúng. Thủy phân mát mẻ ghê. Làm đi Minh Anh. Thủy phân saccharose trong môi trường axit thu được glu và fructose. Chính xác. Thủy phân hoàn toàn chất béo luôn thu được glycerol. Chính xác. Đấy nhá, xong câu 21. Mình sang câu 22 và mình còn 10 câu nữa. IZT đều là chất hữu cơ, chất X là, em nhìn nhá. STX thủy phân trong môi trường NaOH thu được Y và Z chưa nói năng được gì. Nhưng mà Z có phản ứng trắng bạc để tạo thành T. Thế thì thầy thế này, Z mà trắng bạc tạo thành T thì T chắc chắn của thầy sẽ có dạng là RCONH4 này. Cộng NaOH, vậy thì Z của thầy chắc chắn nó phải là R chó. Vậy Y của thầy là RCONA. Đấy, thế là Z là R chó. Y là RCONA. R với R số nguyên tử carbon giống nhau. Mà đây là cộng 1 carbon, cộng 1 carbon. Vậy suy ra Y và Z là cùng số nguyên tử carbon với nhau. Suy ra Y và Z cùng số nguyên tử carbon. Ok. Trúc Thành, Minh Anh. 22 gì đây? Chưa đi đứa nào comment 22. Đấy. Vậy là suy ra thủy phân ra hai hợp chất sau này là đều có cùng số nguyên tử carbon. Đã xem nhá. Mình có này. 1 2 1 2 3 loại. 1 2 3 một loại. 1 1 1 2 3 4 đúng không? Được. Nhưng anh này thủy phân thì tạo thành HCOH đúng không? Kiểu gì cũng không bao giờ quay ngược trở lại thành CH3OH được. Nên là đúng là đáp án C. Minh Anh tốt, chính xác. Rất tốt. Mình sang câu tiếp theo nhá. Câu số 23. Câu tiếp theo câu số 23. Ui, thỉnh đói quá. Chú ăn gì? Các em thấy thầy của các em chăm chỉ không? Không ăn gì. Dạy xong offline lại còn về live stream với online. Khổ. Thế sau này mà thi đỗ thì nhớ là nhớ tới thầy. Được chưa? Không được quên thầy đâu. Quên thầy thầy tủi thân lắm. Được chưa? Lúc mà biết được điểm phát là nhắn tin báo thầy ngay. Nhá. Câu 23. 0,1 mol Fe đơn chức X. Vậy thầy ký hiệu Fe của thầy là R. CoR phải nhá. Số mol mà 0,1 này. Với 135ml dung dịch NaOH. Thầy tìm được số mol NaOH bằng 1 nhân 0,135 bằng 0,135. Thầy nhảy số ngay, thằng này là 0,1, thằng này 0,135. Vậy điều này chứng tỏ rằng là NaOH dư, đúng không? Đấy, thế thì hoàn toàn ta thu được là RCONA cộng với R'OH và chắc chắn có NaOH dư. Anh này 0,1 thì chui đây 0,1. Bảo toàn natri 0,135 trừ 0,1 bằng 0,035. Tổng khối lượng của bọn này thì theo như đề bài nói bằng 8,2 gram chất rắn khan. Vậy thì có 8,2 bằng R cộng với cụm này. 44 cộng với 23 bằng 67. Nhân với 0,1 cộng với 0,035. Nhân 40. Nhưng cái này chậm lắm, thầy muốn các em nhìn cách thầy bấm máy tính nhá. Thầy ra 8,2 này, thầy bấm máy tính này. 8,2 trừ đi 0,035 nhân 40. Thế là còn khối lượng của RCONA nhé. Chia cho 0,1 ra là phân tử khối của nó này, 68 này. Trừ đi 23 này. Trừ đi 44 là CO này. Thì còn 1, R bằng 1.
Vậy chắc chắn nó là H. Vậy suy đanh này là HCO. Loại C, loại D. Được chưa? Đấy, thật là đầu HCO rồi. Cô cạn thu được anconitilic kìa. Anconitic là OCH5. Đáp án đúng đáp án. À, em đánh răng. Nhanh lên. Câu 24. Câu 24. Thầy lấy tờ giấy nữa đã. Câu 24. Mốc 6 điểm đấy. Các em nhớ thầy nhé. Số điểm của một câu lý thuyết và số điểm của một câu bài tập nó bằng nhau. Thế thì mình nên cố gắng là lấy điểm của câu lý thuyết, vậy lấy điểm lý thuyết dễ hơn. Các em muốn chiến thắng ấy, thì em phải làm chắc chắn đúng đến điểm 8 của cái đến từ đến câu 32. Đề nó dễ lắm. Mình làm được câu 32 là dễ ok. Ngon lành cành đào ngay. Thế nên là team của thầy nhớ một điểm mấu chốt là luyện thi. Chữa đề đầu tiên mình không cần phải làm chuyên đề nhiều nữa. Bây giờ tập trung vào làm luyện đề. Các em cứ mỗi đề mà thầy chữa ấy, thì các em làm đi làm lại 3 lần cho thầy. Nhá, vậy là cái bộ đề của thầy 15 đề in ra xong làm đi. Mấy nữa thầy đăng lại cái link vào trong nhóm này. Từ đề số 1 cho đến bây giờ. Nhá. Thầy sắp chữa hết trong bộ này rồi đấy. Bộ này bộ 15 đề đấy. Nay là đề số 10 mấy rồi đấy. Xong nó thầy lại phát cho em bộ 20 đề nữa. Chuẩn bị phát bộ mới 20 đề rồi đấy. Tặng luôn sách PDF luôn, nhưng nhớ đừng để lộ nhé. Sách thầy bán đắt lắm. Nhưng mà này là dành tặng free cho các em ở trong nhóm. Câu 24. Câu 24. Xà phòng hóa hoàn toàn 17,8 gram chất béo X. Xà phòng hóa hoàn toàn 17,8 gram chất béo X. Thế thì chúng ta chú ý này. Chất béo ấy là của chúng ta có dạng là R COO tất cả 3 lần C3H5 nó ăn NaOH thì ăn 3 thằng này để tạo thành xà phòng là RCOO Na cộng với lại C3H5 OH tất cả 3 lần. Thế thì các em nhìn đây nhá, thì có này, thầy có bảo toàn khối lượng này, bảo toàn khối lượng này, thì thầy được nhé, khối lượng của chất béo cộng với lại khối lượng của NaOH có phải luôn luôn bằng khối lượng của muối cộng khối lượng của glycerol không? Ok chưa? Tập trung vào bài nhá, nhìn kỹ nhá. Thế thì chất béo biết rồi này, 17,8 này. NaOH này, chưa biết này. Đúng không? M muối này, chưa biết này. M glycerol biết rồi này, 1,84 này. Thế giờ muốn tìm M muối mình cần tìm M NaOH. Thế thì tìm được số mol của glycerol nhé. 1,84 chia cho 92 bằng 0,02. Vậy ngay tức thầy suy ngược lại được số mol của NaOH bằng 0,02 nhân 3 bằng 0,06. Vậy này bằng 0,06 nhân 40. Vậy nên ta tìm được M muối. Mình tìm được M muối luôn. Bằng 17,8 cộng với 0,06 nhân 40 trừ đi 1,84 bằng 18,36. 18,36 cái đáp án đúng, mình là đáp án B bò. Ok chưa? Xong mốc 6 điểm nhá. Mình sang mốc tiếp. Câu 25. Khi thủy phân hoàn toàn 1 mol triglycerid là chất béo đấy. Trong NaOH thu được 1 mol glycerol chuyện bình thường. 1 mol natri palmitat. Đấy. 1 mol natri palmitat. Natri palmitat thế thì ký hiệu là số 1. Natri oleat thì ký hiệu là số 2. Nhưng chú ý này. 1 mol natri palmitat vậy suy ra có 1 gốc 1. Natri oleat là có 2 mol này, vậy suy ra là 2 gốc 2. Vậy chất béo này của thầy bắt buộc nó phải có dạng như thế nào? Đấy, suy nhá. Thầy tính này. Suy ra này. Chất béo có này. 1 gốc palmitat. 2 gốc oleat. Bởi vì là 1 chia 1 bằng 1 và 2 chia 1 bằng 2 mà. Vậy đây là mình có này. Công thức của triglycerid. CH2OOC. Palmitat là C15 H31. CHOOC. Oleat là C17 H33. CH2OOC C17 H33. Mình lưu ý C15 H31 không pi
C7H33 đã biết rồi. 1PCC. 1PCC nữa. Vậy tổng cộng thì có 2PCC và đứa nào tua 2 thì là chọn phải đáp án sai. Rất nhiều đứa bị sai ở đây. Thấy chưa? Bởi vì quên mất 1PCO, 2PCO, 3PCO. Có 3PCO nữa. Vậy thì cũng có 3 cộng với lại 2 thì phải bằng 5 cái. Khá nhiều bạn bị lừa, thấy chưa? Nhớ kỹ bài này nhá, để đừng bị lừa nhá. Chúng ta sang câu tiếp theo. Câu số 26. Câu tiếp theo, câu số 26. Lên men mg glucose với hiệu suất 75%. Glucose là C6H12 O6 này. Hiệu suất 75% là bằng 0,75 này. Lượng khí CO2 này tạo thành 2 lần CO2 nhá. Cái lượng khí CO2 sinh ra này hấp thụ hết vào dung dịch nước vui trong, không có từ dư đâu ạ. Vào CO1 lần thì thu được 10 gram kết tủa là CO3. Số mol là 0,1. Được chưa? 10 gram. Khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 3,4. Chú ý cụm từ này. Delta M bằng M vào trừ M ra, giảm 3,4. Âm 3,4 bằng M vào là M CO2, M ra là M kết tủa. Vậy đến đây thì tìm được M CO2 bằng 6,6. Ngay lập tức thì tìm được số mol CO2 luôn. 6,6 chia 44 bằng 0,15. 0,15. Vậy ngay lập tức mình tìm được, mình tìm ngược lại được số mol của C6H12O6. 0,15 nhân 1 chia 2 nhé. Từ từ nhé, nhìn kỹ này. Nhìn kỹ chỗ này quan trọng này các em này. 0,15 này nhân 1 này chia 2 này. 15 chia 2. Chú ý này, thuận nhân nghịch phải chia. Vậy đây là trục nghịch, phải chia cho 0,15. Đấy, chỗ này quan trọng. 0,15 chia 2 chia 0,75 bằng 0,1 nhân 180. 18. Vậy đáp án đúng của mình phải là đáp án D. Được chưa? 18 gram. Nhớ nhá. Ồ, không thấy thứ nào comment đáp án nữa. Khó quá. Câu 27 nào. Este đơn chức X có vòng benzen đúng với công thức phân tử là C8H8O2. Vòng benzen mà lại là C8H8O2 nhé. Là este nhé. Đơn chức. X tham gia phản ứng sáng bạc. Vậy chắc chắn nó phải là HCOO rồi. R phải rồi. Lúc nào cũng M vào trừ ra. Đúng rồi, chính ạ. Lúc nào cũng M vào trừ M ra phải trần vi ạ. Biết ích tham gia là số công thức thỏa mãn chất trên. Vậy đây là HCOO này. R phải nó chính là C7H7. Đúng không? Thế C7H7 thì có những dạng nào? Đấy gì? Một C đây gì? Có trục đối xứng đúng không? Thì mang thằng HCO này coi như cắm vào cái trục C7H7 này. Mà này cắm trục này. Vậy đây cắm vào đây là 1 này. Đây không cắm được nhá. Giữ giá trị. Cắm đây là 2 này. Cắm đây là 3 này. Cắm đây là 4 này. Vậy thì có 4 chất. Ok chưa? Coi nhá, HCO mang đi cắm. 1, 2, 3, 4. C. Mốc quan trọng tiếp theo. Mốc 7 đi ạ. Hí hí hí. Học hiểu không các em? Các em học bài hôm nay thầy like hướng dẫn cho các em có hiểu. Đây là thầy bảo là cái chuỗi này là của thầy là chuỗi mà lấy 7, 8, 9 điểm nhẹ nhàng mà từ tim mất gốc ấy. Nên là thầy cực kỳ làm chậm cho các em hiểu bài. À, các em có hiểu bài không thì comment thầy biết nào. Nào, quân nhà mình đâu rồi? Tim mình myelin đâu? Nghe có hiểu bài không? Hello. Hello cả nhà. Không thấy thứ nào nói gì, buồn quá đi. Hay ghét thầy. Thầy nhịn đói để dạy các em ấy. Chưa được ăn đâu. Tí dậy xong mới đi ăn. Đói lắm. 10:03 rồi. Tiếp nha. Câu 28. Hỗn hợp gồm metinformat. Metinformat chúng ta là HCOO CH3 này. Ok, thank you Minh Anh. Metinacetat là CH3COO CH3. Nhiều bạn còn chưa quen với phong cách dạy của thầy đâu. Phong cách dạy của thầy chất lắm. Dimethyl oxalat. Em học thầy là sự lựa chọn chuẩn rồi.
CH3 này, CH3 này. À, vậy ở đây này, trong đó nguyên tố oxy chiếm 52% về khối lượng. Phần trăm khối lượng của oxy bằng 52%. Cho mở gan tác dụng với đá hát dư. Thu được 45,2 gam muối. Các em nhìn kỹ nha, thì phụ skin chúng ta nhìn nha, skin kinh điển này. Nhìn này, đây bài hỏi giá trị của M. Bây giờ anh này là A, B, C. 3 ẩn, 1 dữ kiện, 2 dữ kiện. Mình được toàn quyền gạch đi 1 ẩn. Dĩ nhiên chắc nhiều đứa không nhớ được dimethylsilane nên thầy gạch thằng này đi cho. Vậy thầy sẽ còn hệ phương trình HCOCH3 là muối của thầy là HCOONa và CH3 COONa. Anh này A thì chú ra đây là A. Anh này B thì chú ra đây là B. Vậy thì có 68A cộng với 82B thì bằng 45,2. Phương trình thứ hai này, phần trăm khối lượng của oxy thì bằng 52%. Trong này có 2 oxy vậy là 2A. Trong này có 2 oxy vậy là 2B. Chia cho phân tử khối. Anh này bằng bao nhiêu? 60A. Cộng anh này bằng bao nhiêu? 74B. Thầy nhớ đấy. Thầy làm nhiều quá thì thầy nhớ. Bằng 0,52. Ui bây giờ phải nhờ các em bấm máy tính. Thầy không bấm đâu. Thầy lười lắm. Thầy cực kỳ lười đấy. Các em bấm máy tính cho thầy đi. Bấm máy tính cho thầy nhanh lên. Thầy lười cực. Thầy lười bấm máy tính lắm. 3,846A cộng 3,846B 60A cộng 74B. Bấm hệ nhá. Eo ơi chiều dễ sợ. 68 bằng 82 bằng 45,2 bằng. Được chưa? Dĩ nhiên là hay rồi. Đỉnh cao dạy offline nó phải khác biệt cho em. 3,846 bằng. Ồ chết chết nhầm. Chuyển sang đây nhá, thì là 60 trừ đi 3,846 bằng này 74 trừ đi 3,846 bằng này 0 bằng này x bằng 19,1, y bằng âm 15,3. Hình như hơi sai tí. Anh này chia cho 0,52 thì cùng là 2 chia 0,52 bằng 2 chia 0,52 bằng 3,846, đúng rồi, 3,846A cộng 3,846B bằng 60A cộng với 74B. À, chưa nhân 32 các em ạ. Thằng nào thiếu nhân 32. Bọn này phải nhân 32 nữa thì nhân 32 này. 3,846 nhân 32. 123,07. 123,07A B. Thế chuyển hết sang đây, bấm máy tính dạy hệ này. Thằng nào thì thấy số to to. 23,0 A bằng 68A 82B 45,2. Phương trình thứ hai nhé. 123,07 trừ 60 123,07 trừ 74 0 trừ 1,109 trừ 1,11 B bằng 1,47 A bằng trừ 1,11 B bằng 1,47. Lẻ kệ nó nhé. Thầy bấm nốt khối lượng này. Trừ 1,11 nhân với anh này là bằng 60. Nhìn thấy không nhỉ? Thầy bấm này. Trừ 1,11 này nhân 60 này cộng với này 1,47 này nhân 74 này bằng 42,18. Đấy. Thầy nhập sai á. Thế à? Đi à? Thầy nhập sai, thầy nhập lại cho nhá. Bây giờ cái vi nó bảo là thầy nhập sai cho nó. 64 đi. 64 chia 0,52 bằng 123,07, đúng rồi.
123,07 đây nhá. 12 này, 68 bằng này, 82 bằng này, 45,2 bằng này, 123,07 trừ đi 60 bằng này, 123,07 trừ đi 74 bằng này, thì nó bằng 0 bằng này. Đúng rồi. Ừ, thì vấn đề này nhập sai gì? Âm 1,208. 208. B bằng 1,55. 1,553, đúng rồi, vì nhìn tinh đấy. Nhưng mà chú ý là phần này là âm vẫn được nhá. Ừ đúng rồi, ok, chính xác vì. Thank you, thầy nhìn rồi. A bằng âm 1,208. B bằng 1,553. Thầy lười ấn mất. À ok, thank you. Vậy giờ mình tìm M nhá. Nhìn kỹ này. Âm 1,208 nhân 360 cộng với 1,553 nhân 74 bằng 1 âm gì? Các em nhìn non thầy nhập đúng chưa? 1,208 âm 1,2 và 1,55 đúng không? Đúng rồi. Mình có này. Âm 1,208 nhân với anh này Z3COH 60 cộng với 1,553 nhân với 74 bằng 42,42. 42,442. Vậy nó bằng 42. Giá trị của M gần bằng 42. Được chưa? Không phải đâu, nhưng mà sao thầy cứ bấm thế, nó lỗi kiểu gì? Để thầy thử nhá. Thầy thử làm sang cái gạch khác xem có đúng không nhá. Meeting format này. HCOOCH3 này. Dimethinoxalat này. Thầy gạch thằng metinacetat đi. Vậy là COOCH3. Cho các em tin cách này, đặt AB thôi. Đúng chưa? Thu được muối là HCOONA và COONA hai lần AB. Vậy thì có hệ này. Anh này là bằng 68A cộng anh này bằng 44 cộng với là 67 nhân 2. 134B thì bằng 45,2 gam. Phương trình 2% oxy này. 32 nhân với 2A cộng 4B chia cho anh này là bằng 60A cộng với 44 cộng 15 bằng nhân 2 bằng 118 thì bằng 0,52. Vậy đây thì có suy anh này này. 32 nhân 2 là bằng 64. 64 chia 0,52 bằng 123,07. 123,07 nhân A cộng 2B thì bằng 60A cộng 118B. Thầy bấm mình giải hệ nhá. 68 bằng này, 134 bằng này, 45,2 bằng này, 123,07 trừ đi 60 bằng này, 123,07 nhân 2 trừ đi 118 bằng này, 0 bằng này, 2,09 và âm 10,08. A bằng 22,09. B bằng âm 10,87. 2, bây giờ thấy đang bấm lại 09 này nhân với anh này là 60 trừ đi 10,87 nhân với anh này là 118 bằng 42,742 chứ. Thế đáp án phải là đáp án B mới đúng. Khả năng cao đáp án C mới đúng. Vi làm sao ra được B em? Vi dùng quy đổi đúng không? Vi dùng quy đổi đúng không? Chỗ này là không phải là... À đây thu được 45,2 gam muối là đúng rồi. Đáp án đúng đáp án D các bạn. Đáp án đúng đáp án D theo phương pháp đếm ẩn là đáp án đúng là đáp án D. Bởi vì là... Nhưng mà cái này nó không ra được chuẩn muối. Đáp án đếm ẩn của thầy nó phải ra chuẩn muối cơ. Cả hai cái đếm ẩn này đều ra. Thế còn nếu mà giải theo pháp bình thường ấy,
Nếu giải theo phương pháp bình thường thì thế nào? Không, cái chỗ mà giải của thầy nó có thể sai đấy. Đáp án đúng, đáp án gì? Nếu mà giải theo phương pháp bình thường nhé, thì các em nhìn này, thì các em phải nhìn nhanh. Metinformat này, metinacetat này, dimetinosalat này, thì thằng dimetinosalat chúng ta coi như là thằng CONA đúng không? CONA tất cả hai lần thì mình quy đổi ra thôi, không vấn đề gì cả nhá. Mình sang câu 29 đi. Không, cách này cách nhanh nhất dành cho bài này đi. Câu 29, cách này cách nhanh nhất đấy. Sau này các em nhìn thấy cách này kinh khủng cực kỳ luôn, skin này dã man luôn. Tiến hành thí nghiệm XYZT, kết quả được ghi ở bảng sau. Nhìn nhá. Ừ, đáp án trong tài liệu có thể sai đấy, vì thế nên thầy phải chữa cho các em mà. Tính tiến hành thí nghiệm với các chất sau XYZT, kết quả được ghi ở bảng sau này. X này, nhúng giấy quỳ tím này, không đổi màu này. Etinacetat, etinacetat, triolin, vinacetat đều không đổi màu. Ok. Y này, đun nóng dịch NaOH. Y, loãng dư, để nguội vài giọt CuOH hai lần, màu xanh. Thế vậy là nó có OH đa kề. Triolin không, nhưng mà nó cũng có thể là thủy phân trong môi trường kiềm thì vẫn tạo thành glycerol được. Vinacetat chắc chắn không này. Triolin là thủy phân, có hồ tinh bột. Hồ tinh bột không phải màu xanh lam, hồ tinh bột màu tím. Đúng không? À đâu, hồ tinh bột mà vào NaOH thì thành glucose. Glucose vào CuOH hai lần thì cũng tạo màu xanh lam được. Phải loại B thôi. Đun nóng với NaOH loãng vừa đủ. Đây là thủy phân này. Thêm AgNO3 và đun nóng này, tạo cái tuổi trắng sáng này. Anh này thì tạo thành glycerol với lại oleat, natri oleat, thằng này cũng vậy, vì vậy loại nốt. Từ từ, xì tốt, từ từ, thấy chưa kịp loại. Đây thằng Z mà, thằng Z này. Vinacetat, vinacetat, etinacetat thì etinacetat thủy phân ấy, thì không bao giờ tạo thành kết tủa trắng sáng được. Nên là loại đáp án D. Vinacetat, vinacetat được. Tác dụng iốt loãng màu xanh tím, vậy chắc chắn là hồi tinh bột. Đáp án đúng, đáp án A. Mình ăn tốt, chính xác, rất chính xác. Sang câu tiếp theo nhá, câu 30. Mình còn câu 30, câu 31, câu 32 thôi. 30 này. Đốt cho em toàn amon hỗn hợp gồm 3 este cùng dãy đồng đẳng nhá. 3 este cùng dãy đồng đẳng. Cần oxy 3,472 chia 2,4 bằng 0,145. 0,155 ra được CO2 H2O 2,912 chia 2,4 bằng 0,13. Nước 2,34 chia 18 bằng cũng bằng 0,13. Hai này bằng nhau, vậy chứng tỏ là ethanol đơn hợp CnH2NO2 do số mol nước bằng số mol CO2. Ngay tức thì bảo toàn để tìm được số mol ethanol luôn. Bảo toàn oxy nhé các em nhé. Nhìn này, bảo toàn oxy này. 0,13 này nhân 2 cộng với 0,13 nhân 1 trừ đi 0,155 nhân 2 bằng chia 2 thì bằng 0,04. Đấy, mặt khác tác dụng với amone thì cần vừa đủ NaOH. Thế mình nhìn này, este đơn chức thì NaOH cũng đơn chức, đúng chưa? Cùng dãy đồng đẳng mà. Thế mình xem mấy. 0,13 chia cho 0,04 thì nó đoàn là 3,25, thì không thể là este của phenol được. Vậy ăn 0,04 mà chia cho 1 thì bằng 0,04. Đó đúng đáp án này. Tốt, Trần Vy đúng, chính xác, Minh Anh đúng. Wow, mình còn 2 câu nữa thôi là chúng ta phải tạm biệt nhau vào buổi tối ngày hôm nay rồi. Thầy đã nhắc rồi, tối ngày hôm nay thầy chỉ chữa đến 8 điểm thôi. Hello, các em thấy thầy chữa chậm chậm này dễ hiểu. Câu 31. Câu 31 nhớ chú ý tối thứ hai nhưng mà tối thứ sáu nha. Tối thứ sáu là chữ riêng, sâu riêng nhà mình nhá. Câu 31, phát cho phát biểu sau thủy phân vinacetat bằng NaOH đun nóng thu được natri acetat và acetanid, đúng. Đây vinacetat này. Các em thấy cái câu này hay thi lắm. Thì tạo thành thầy chữa chậm lắm. Hoàng Lê là lười học ấy.
Natri acetat này. Acetanhyd này. Được chưa? Điều kiện thường các ete đều là chất lỏng đúng. À đúng, B đúng này. Amylopectin và cellulose đều cấu trúc mạch phân nhánh. Cellulose là không phân nhánh. Thằng này cầu đều có cấu trúc mạch phân nhánh là sai. Cellulose không phân nhánh, amylopectin mới phân nhánh. Phản ứng xà phòng hóa chất béo luôn thu được các acid béo và glycerol. Xà phòng hóa thì thu được glycerol đúng rồi, nhưng mà phải thu được muối của acid béo chứ không phải là acid béo. Cẩn thận. Glucose là hợp chất hữu cơ đa chức, sai. Tạp chức. Tinh bột và sen đều không bị thủy phân trong môi trường kiềm, đúng. 1, 2, 3. Câu cuối cùng của tối ngày hôm nay. Đốt cháy hoàn toàn argam triglycerid cần vừa đủ 0,483 monoxy. Thế thì anh này triglycerid thì viết tắt là RCOO 3 lần C3H5 argam thì cần oxy 4,83 mol tạo được CO2 và nước. Mặt khác cho argam này tác dụng với NaOH vừa đủ thì thu được muối là RCONa khối lượng bằng 54,84 và glycerol là C3H5OH 3 lần, số mol là đây 5,52 gram. Vậy thì nghĩa đây bảo toàn khối lượng đấy bằng này khối lượng NaOH này cộng với A này, đúng chưa? Thầy mệt lắm Việt Anh ạ. Thầy chữa đến đây 8 rồi. Việt Anh không vào xem thì tí nữa xem lại nhá. Vậy đây này, thầy tìm được số mol của glycerol này. 5,52 5,52 chia cho 92 bằng 0,06 mol. Bảo toàn nhóm OH nhé, 0,06 x 3 suy ra NaOH bằng 0,18. Vậy khối lượng NaOH bằng 0,18 x 40 7,2. Vậy thầy tìm được A luôn này. A bằng 5,52 cộng với 54,84 trừ đi 7,2 bằng 53,16. Đấy. Nhưng bây giờ thì bài hỏi chúng ta là 0,1 mol X là mất máu tối đa bao nhiêu mol brom. Đấy. Thế thì với cái đề bài mà hỏi chúng ta là 0,1 mol X là mất màu vừa đủ tối đa bao nhiêu mol brom. Thế giờ mình cần lưu ý, mình cần phải sử dụng cái thằng oxy này này xem như nào, đúng không? Thế thì ở đây mình có nhá, ở đây mình có đốt cháy argam này, mình chưa biết được cái gì đâu, mình chưa biết được cái gì luôn. CO2 với nước mình đều chưa biết. Thế mình ở đây mình mới tìm được A bằng 53,16 thôi, mỗi cái giá trị là A bằng 53,16, đúng không? Thế thì với mỗi cái giá trị A bằng 53,16 đấy thì có bảo toàn khối lượng. Được mỗi cái bảo toàn khối lượng là CO2 và nước. Hết sạch luôn. Không bảo toàn được gì nữa luôn. Đúng không? Nó rất là khó. Thế thì ở cái bài này với câu 32, các em phải cho thầy một cái ý tưởng của các em giải nào. Đấy, các em ý tưởng giải câu này nè. Trước khi mình đi ngủ. Đấy, thì mình có câu 32 này cho thầy xem cái ý tưởng của em. Bởi vì nó khó ở chỗ này này. Là hai phần này nó còn không bằng nhau cơ. Anh này là agam, anh này không phải một mol. Thì mục tiêu chúng ta là cần tìm được số PCC. PCC ở bên trong thằng X. Đấy, trong ở bên trong thằng X này có bao nhiêu liên kết PCC? Đúng không? Thế thì muốn làm một câu như này thì chúng ta phải đi tìm số mol liên kết pi ở trong không phải một thằng. Hay nó khác là đi tìm số liên kết pi đấy. Đúng không? Người ta phải đi dựa dựa những cái để bài đã cho nhỉ. Nào các em thử cho thầy một cái ý tưởng thế nào. Thầy đang cần một cái ý tưởng chúng ta. Chưa bạn nào có. Nào, khẩn trương.
Hello. Thầy đang rất cần một ý tưởng. Thầy biết rồi, nhưng mà để yên xem nào. Thằng X chiếm 3 pi ạ. Số mol CO và nước. Ok, Minh Anh nghe vẻ ý tưởng cũng hợp lý nhỉ. Được á. Còn bạn nào có ý tưởng nào nữa không? Đừng nhìn vào giải nhé. Giải kệ nó thôi. Được chưa? Thế thì thế này, thầy bảo này. Em phải lưu ý cho thầy này. Có phải là số mol của glycerol ấy thì có phải luôn bằng số mol của chất béo không? Đúng không? Thì anh này là 0,06 nhé. Thì anh này cũng bằng 0,06 đúng không? Được chưa? Thế thì nhìn kỹ nhé. Thế đến đây thầy tìm được phân tử khối của chất béo thì bằng 53,16 chia cho 0,06 thì bằng 8,86. Đến đây em phải tỉnh tỉnh đây này. 890 là teri stearin. Đấy. 884 là teri olein. 870 à, 84 mà trừ đi 6 nữa. 78 là tri gì nhỉ? Linolini. Thế thì phun no nhất là 890. Mà đây có 886. Vậy là giảm đi mấy hydro? 890 trừ 886 giảm 4 hydro. 4 hydro thì tương đương với lại 2pCC. Mình anh tốt đấy. Được chưa? 2pCC bên trong của thằng này. Vậy suy ra bên trong thằng X. X có 2pCC. Vậy 0,1 mol. Thì dẫn đến có 0,2 mol PCC. Vậy cũng bằng 0,2 mol Brom. Đó là đúng đáp án. Ok cho các em. Hiểu bài không? Câu này khá là hay. Đấy, chúng ta phải vận dụng gần như hầu hết tất cả mọi thứ. Wow, bây giờ là 10 giờ 26, gần 10 giờ 30 rồi. Hôm nay thầy chữa cho các em giọng thầy bị lạc. Đau họng quá. Đến mức 8,8 điểm nha. Còn lại thì ok. Nhớ tối thứ hai chúng ta thi thử. Được chưa? Team mình luôn luôn mạnh mẽ, luôn luôn khủng khiếp. Các em hãy nói với các bạn là thầy mình dạy chất như nào để cho các bạn cùng tham gia khoa học của mình để cho đông vui nhá. Ok, bye bye, chào các em.